Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tôi cũng vừa mới nhận được một viên pin. Đây là viên pin Dell M4007 có một bác ở đâu nhỉ? À, thành phố Đà Nẵng. Đây là anh Văn Tĩnh. Vâng, rất cảm ơn anh Tĩnh vì anh Tĩnh đã rất cẩn thận ghi địa chỉ và số điện thoại đầy đủ để sau khi làm xong thì tôi còn biết để tôi gửi lại. Và trong quá trình làm thì tôi cũng tiện để trao đổi. Và viên pin này có dung lượng rất là khủng quý vị ạ, 97W, mã model là FGG4WK. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ tháo viên pin này ra. Trước đó thì anh Tĩnh có nói với tôi là anh Tĩnh đã tháo ra rồi, cho nên là viên pin này thì tôi tháo cũng đơn giản thôi. Đấy, và đúng như tôi suy nghĩ, chỉ cần cậy là nó ra. Wow, bên trong là 9 viên pin. Cái màu này là một cái màu rất quen thuộc của pin Sanier. Đấy, thì để tôi nhìn xem là cái chữ Sanier họ đóng ở đâu nhỉ. Đây rồi thưa quý vị. Đây, Sanier. Không biết quý vị có nhìn thấy không nhỉ? Chắc là quý vị thấy rồi đúng không? Đấy, đây là viên pin Sanier. Rồi, là một trong những hãng pin rất là nổi tiếng. Và đây, viên pin này cũng là zin luôn nha quý vị. Viên pin này đang là chạy chip BQ8050. Vâng, và để cho tương xứng với cái độ xịn và độ trâu của viên pin này thì tôi xin phép được thay vào bằng 9 cell LG MH1. Và mỗi một viên pin MH1 này có dung lượng là 3000mAh. Thì bây giờ tôi sẽ đóng 9 cell pin này vào cái mạch này và chạy phần mềm. Vâng, như vậy thì tôi đã dán cách nhiệt cách điện cho toàn bộ 9 cell pin này và cũng dán bảo vệ đầu dương. Đấy, và tôi sẽ dùng kẽm 2.0 để tôi hàn cho chắc chắn nhé. Rồi thưa quý vị, như vậy thì tôi cũng vừa mới ghép xong 9 cell pin LG MH1 vào một khối. Và bây giờ thì tôi sẽ lắp vào khuôn và chạy phần mềm. Đấy, thì trước tiên thì tôi sẽ mới chỉ lắp cái khuôn này vào thôi. Và chạy phần mềm xong thì tôi mới lắp nó lại. Đây, khuôn đặt vào rất là vừa, vừa khít chân luôn. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chạy phần mềm cho viên pin này. Rồi thưa quý vị, bây giờ thì tôi sẽ kết nối viên pin này với máy tính. Và bắt đầu tôi sẽ kích nguồn. Rồi thưa quý vị, như vậy thì máy tính đã nhận thông tin rồi. Và đây là một viên pin chạy chip BQ8050 của Sanier. Thì tôi sẽ chọn kênh 4 thì nó sẽ đọc được điện áp. Vâng, và sau khi kết nối giữa viên pin với hệ thống phần mềm máy tính thì tôi được kết quả như sau. Thứ nhất là sức khỏe viên pin còn 61%, hiện giờ đã khóa dòng sạc xả. Đây, đỏ đỏ đây. Và dung lượng gốc nhà sản xuất đặt ra là 9000. Đấy, bây giờ tôi sẽ kích vào cái phần watt là 97W.
Như vậy thì tôi chọn là 9 cell pin MH1 có dung lượng là 3.000. Thì cứ 3 cell pin 1 là ghép lại thì nó được dung lượng là 9.000. Và đây là 3 khối cell pin điện áp rất là đều nhau. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chạy phần mềm ở phần ON này. Đấy rồi, tôi sẽ mở phần Sanier. Và tôi vào phần là chip BQ8050. Và đợi một lúc. Đây thì bây giờ tôi sẽ lưu file ROM lại. Đây, vẫn là vào đây 4007. Vâng, và để cho chắc ăn hơn thì tôi sẽ lưu luôn cả file sen lại. Trong quá trình chúng ta chạy có vấn đề gì thì chúng ta vẫn có file gốc để chúng ta làm lại từ đầu. Đấy, thì cái file này là hồi nãy là tôi đã lưu lại cái file ROM. Thì bây giờ tôi sẽ mở nó lên. Và tôi sẽ chọn kênh 3 đi. Dung lượng là 9.000. Đưa cái này sang. Dung lượng vẫn là 9.000. Rồi thì bây giờ tôi sẽ ghi lên. Đã xong thì tôi sẽ khóa bút lại. Rồi bây giờ tôi sẽ đọc thử lại thông tin xem thế nào nhé. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì tôi đã chạy phần mềm thành công rồi. Viên pin này đang có dung lượng là 9.000. Vâng, và điện áp của ba khối này cũng khá là đều nhau. Rồi thì bây giờ tôi sẽ xả thử. Đây rồi thưa quý vị, như vậy thì đã xả ngon rồi nhá. Bây giờ thì tôi sẽ chuyển sang sạc thử. Vâng, và cũng đã sạc ok rồi nhá. Vâng, thì tôi cũng vừa mới làm hoàn thiện viên pin này. Thì bây giờ tôi sẽ đóng gói lại và ngày mai tôi sẽ gửi cho bạn Văn Tĩnh. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là ủng hộ video của tôi trong thời gian qua. Thì quý vị nào mà có pin laptop mà bị yếu hay là bị hư, quý vị hãy gửi cho tôi. Tôi sẽ kiểm tra và báo giá và làm hoàn thiện và gửi lại cho quý vị. Quý vị có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại ở phía bên dưới góc phải màn hình. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị.